sau đây, Ban Nhân dân phường Tân Phú sẽ gửi tới cuộc thi ngày hôm nay với tiểu phẩm là Ta đã tưởng ra rồi. Con cái thì đi buôn bán chưa thấy về, số tôi khổ quá đây trời ơi. Sao bà cứ làm bằng mai vậy? Nhưng mà không là thất chán rồi. Con cái thì học gì mà học, bây giờ cho tụi nó lớn đi, nó bán nó kiếm tiền, chứ nó đi học hành có kiếm tiền được đâu. Tụi học lớn rồi phải phụ gia đình chứ. Tôi nè, người chị mong cho cửa con trong bụng của tôi nè, bà đẻ cho thằng con tu cho tôi để tôi có đứa cháu nó giỏi bằng được chứ. Ông thì lúc nào con trai con trai đòi lên lòng thờ đi. Ta biết cái gì bà nói bông cho mình. Để con bỏ vô túi cho cô nha. Trời ơi, hôm nay ngon quá ha. Ủa, mà hai con mấy tuổi rồi? Sao giờ này mà ngồi bắt đầu ở đây? Các con không đi học à? Dạ, con 9 tuổi rồi. Con nhỏ nên là 7 tuổi nè cô. Gia đình con không có đủ điều kiện cho chúng con đi học. Ba con nói chỉ có con trai mới cần phải đi học thôi. Còn con gái chỉ biết tính tiền ra được. Gia trưởng đã không kiếm tiền bạn nè cô. Nhưng chị hai ơi, em thích đi học à. Đi học có nhiều bạn rất là vui. Ở đây ngày nào cũng bán giá muốn chết. Chị cũng vậy ba. Nhưng mà ba đâu có cho chúng mình đi học. Em mà nói là ba đang chết á. Cô đã hiểu ra rồi. Vậy thì nhà hai con ở đâu? Ủa, cô là ai mà sao lại hỏi nhà tụi con? Cô là giáo viên trường tiểu học 28 ở gần đây nhà con. À, hai, em biết cái trường này nè. Cái trường này to và đẹp lắm nè. Dạ, nhà con ở cái hẻm gần chợ này này cô, gần bên nha. À, thế hai con có thích đi học không? Dạ thích. À, thì bây giờ còn bao nhiêu rau thì các con sẽ gom hết lại, cô sẽ mua hết rau. Hai con dẫn cô về nhà xin phép ba mẹ cho hai con đến trường nghe. Hai con đợi cô một chút. Dạ alo ạ, cho em hỏi đây có phải số điện thoại của chị Phúc không ạ? À chào em lên chữa trường tiểu học Lê Văn Tám thấy không? Dạ phải chị ơi, chuyện là hôm nay em đi chợ em thấy là bé đi và bé cho đã đến tuổi đi học rồi mà hai bé vẫn chưa có điều kiện đến trường, cho nên là em gọi điện trao đổi với chị, nhờ chị đi cùng với em đến nhà hai bạn xin phép ba mẹ cho hai bé đến trường được không chị? À chị cũng biết trường hợp này rồi, chị cũng đang định tới sẵn dịp hai chị em mình gặp nhau nha. Mình hẹn dạ nhau vâng. Ở hẻm nhà bé nha em. Dạ vâng, cảm ơn chị. Cô và cô Cúc sẽ tới nhà hai con và xin ba mẹ cho hai con đi học nè. Ủa chị ơi, chúng ta có được đi học bây giờ chị? Người chị cũng không biết nữa. Thôi về lại đi, để mình còn đón cô nữa. Bao nhiêu đi thì đâu có nhầm nhò gì. Ủa thầy nhầm nhò gì là thầy chán rồi. Nhầm nhò gì, ngồi trong bàn ai uống ai coi. Thầy chán là chưa biết nữa à. Ai uống cho coi. Thầy đưa ba từ con mới về. Đây á. Ai về. Thôi tao nhậu mày. Thưa mẹ con mới về. Ồ hai đứa về rồi hả? Thôi, hai chị em vào nhà rửa tay rồi nó ra ngoài cơm nha. Mẹ ơi, hôm nay nhà mình có khách đó mẹ. Ủa, có khách hả con? Là cô giáo đó mẹ, cô giáo đến xin cho con đi học đó. Vậy thôi,
hai đứa ra mời hai cô vào nhà trước đi đã nha. Ai chào anh chị. Ôi, chị Cúc quần tên cũ này. Hôm nay chị đi với ai đây chị? À, chị giới thiệu với em, đây là cô Linh của trường tiểu học Lê Văn Lám. Hôm nay hai chị em đến để trao đổi với gia đình này một số việc. À, dạ. Không biết là ông xã em có nhà không? Trời ơi, ông chồng em à chị. Đây này, nhậu nhạc tối ngày. Nhìn cái mặt thấy ghét rồi chị. Chán lắm chị ạ. Thôi, em mời hai chị ngồi. Dạ thưa bác chị, chuyện là trưa nay em có bé chờ mua rau cho bé Hy và bé Trâm. Thì vô tình được biết là hai bé đã đến tuổi đến trường rồi nhưng mà vẫn chưa được đi học. Không biết là gia đình mình có gặp những khó khăn gì không? Thì anh chị cứ nói đi, em và chị Cúc sẽ tìm cách giúp đỡ gia đình mình. Trời ơi, nói đến chuyện hai bé đi học thì em buồn hết sức. Em thì rất muốn cho hai đứa nhỏ đi học. Nhưng mà đấy, chị thấy không, tối ngày nhậu nhẹt như vậy thì tiền đâu em cho hai đứa nó đi học? Em khổ tâm lắm hay chị ạ? Không nhưng mà không à, à thôi, tôi nói bao giờ là nhờ đó. Đó không không có học học cái gì đó đó, hai chị thấy không, học gì mà học cái này. Bây giờ anh bình tĩnh ngồi xuống đây đi. Thôi nghe chị, ông ngồi xuống đi nghe hai cô nói đây đã. À chị không biết không, tôi biết vậy nè, tôi thấy chị hồi nãy chị học tôi mới ngồi nha. Rồi bây giờ anh tôi trước đó, tôi ngồi là ngồi đó học là tôi không có cho hai đứa nó học đâu. Anh ngồi đi. Vâng. Thật ra thì tôi á đã biết hoàn cảnh gia đình của anh cũng rất là lâu rồi và tôi cũng đã trao đổi với bên phường. Thì các anh cũng đã biết rồi, các em trẻ em ở trong phường Tân Phú đó 6 tuổi là các bé nó đã đi đến trường rồi. Trong khi đó con của anh chị 7-8 tuổi rồi mà anh chị vẫn chưa cho bé đi học. Chẳng lẽ anh chị không thương con của mình sao? Thôi thì con ai mà không thương, chị cũng biết rồi đó. Hoàn cảnh gia đình tôi như thế này, tôi thì hồi xưa bị tai nạn, sức khỏe thì yếu đi, ai kêu việc tôi làm đó, không kêu thì cũng có cái việc làm đó. Chị cũng thấy nè, cái bà này nè, té mãi để hoài cũng không ra được thằng con trai cho tôi gì hết. Tôi buồn, tôi mới đi nhậu thôi chứ làm sao được. Trời ơi anh ơi, thời buổi bây giờ mà anh còn phân biệt con trai con gái sao? Trai hay gái chỉ cần hai là đủ rồi. Mà trường hợp của gia đình anh, tôi cũng đã trao đổi với bên phường và tôi có liên hệ với trung tâm giới thiệu việc làm của phường Tân Phú đó, sẽ cố gắng tìm cho anh một cái công việc phù hợp với đại gia đình của anh và giúp cho bé nó có điều kiện để đi đến trường. Anh chị thấy nói như vậy có được không? Và ngoài ra với nhà trường tiểu học Lê Văn Tám chúng em thì sẽ giúp đỡ cho hai bé bằng cách là sẽ cho hai bé hai phần học bổng khuyến học để hai bé có điều kiện đến trường. Anh chị thấy như vậy đã hợp lý chưa? Trời, tôi thấy như vậy là quá hợp lý không? Rồi ông chị sao? Mà chị hứa với tôi nha, là phải cho tôi có công việc làm tôi mới chịu nha. Tôi đã nói rồi, tôi đã liên hệ rất là kỹ rồi. Bây giờ anh cứ việc cho con bé đi đến trường mà sẽ có rất là nhiều ở cơ quan cán bộ sẽ giúp cho các bé nó được đi đến trường học tập tốt nha. Anh chị đồng ý nha. Dạ, vậy quá tốt rồi chị ơi. Được, tôi thấy rất là hay là tôi vừa được việc làm nè. Con của tôi nó được đi học đó. Rất là mừng, cảm ơn. Trời ơi, cảm ơn rất nhiều lắm. Thưa ba, tụi con đi bán rau. Đi đâu? Bán rau hả? Hôm nay khỏi bán không? Hôm nay là ba nè. Thầy không có dụng nữa nè. Đó. Mà có cô Cúc ở đây nè, giới thiệu cho ba có việc làm rồi. Hôm nay tụi con không cần đi bán rau nữa. Ba sẽ cho tụi con đi học. Ba thôi chị Hai ơi, chúng ta đi học rồi. Ba hứa nha ba. Ba hứa ba thầy luôn, ba sẽ cho con đi học. Và ba không uống đủ nữa. Được chưa? Ủa, chúng ta học được gì vậy chị Hai? Hai con sẽ được nhận vào học trường tiểu học Lê Văn Tám đấy các con ạ. À. Các con có thích không? À, hôm nay là các bạn ở trường Lê Văn Tám đến
đây thăm gia đình con rất là nhiều. Các bạn ơi, ra đây nào. Con ra đây nào. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chúc hội thi thành công tốt đẹp.